Kính thưa quý vị, Thủ tướng Cameron đến viếng thăm đài tưởng niệm nạn nhân của vụ khủng bố Marathon tại Boston, tin từ Boston. Thủ tướng Anh Quốc, ông David Cameron, đến viếng thăm đài tưởng niệm nạn nhân của vụ khủng bố Marathon tại Boston dưới sự hướng dẫn của Thống đốc tiểu bang Massachusetts Deval Patrick trong ngày 14 tháng 5 năm 2013. Thủ tướng Cameron thăm viếng đài tưởng niệm được đặt tại quảng trường Copley trong thành phố Boston với Thống đốc Patrick và một đôi khi ngừng lại để nhìn những bông hoa và đồ vật được đặt tại quảng trường. Các người tiếc thương nạn nhân đã đặt hàng loạt các đồ vật như áo thun, thư từ, hình ảnh và giày chạy bộ tại quảng trường để tưởng nhớ đến nạn nhân, bắt đầu sau khi vụ khủng bố xảy ra trong ngày 15 tháng 4 năm 2013. Đây là chuyến đi tới Hoa Kỳ đầu tiên của Thủ tướng Cameron sau khi Tổng thống Obama đắc cử nhiệm kỳ 2. Vào ngày 13 tháng 5, Thủ tướng Cameron đã gặp mặt Tổng thống Obama và sẽ kết thúc chuyến đi 3 ngày đến Hoa Kỳ với cuộc thăm viếng đến thành phố New York, nơi ông dự kiến tham dự các cuộc đàm phán của Liên Hiệp Quốc.